chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp giúp phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định phù hợp cho các giai đoạn như bón phân tưới nước phun thuốc thu hoạch nhờ đó giảm chi phí giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh nhiều ứng dụng công nghệ số trong canh tác và sản xuất nông nghiệp được thực hiện thời gian qua như mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu săn vắng mặt ruộng bằng laser thiết bị bay không người lái trong phun thuốc bảo vệ thực vật xả giống điện thoại thông minh apristas ứng dụng nhật ký cánh đồng trên cây lúa hệ thống giám sát sâu rầy thông minh sử dụng điện thoại thông minh trong quản lý các nguồn thiết bị điện trong ao nuôi tôm đặc biệt ngành nông nghiệp còn ứng dụng công nghệ số để thực hiện quan trắc tự động theo dõi giám sát mực nước độ mặn với 35 trạm đo mực nước tự động và 13 trạm đo mặn tự động trên các tuyến sông kênh chính các kênh thuộc hệ thống khu tưới trước qua dự án thủy lợi phước hòa để phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống công trình thủy lợi của tỉnh